Hello, xin chào cả nhà. Thanh Quá xin chào cả nhà nha. Hôm nay Thanh Quá tiếp tục lên sóng một con em Sony ha, CD tốt ha. FM nó bị tào lao à, chắc con nghĩ là nó gãy anten nó không bắt sóng được ha quý khách. Nó dò hoài à, nó không chịu ngừng lại nè. Đó. FM mà cỡ như thua đi, hư rồi, băng thiện he nghe rồ rồ rè rè ha. Còn AUX với CD thì tốt ha. Chuyển qua băng ha, táp nè, nó nghe rột rột vậy đó. Nó chạy mà nó không, nó gít hay sao nè, nó quay nè ha, không biết do bậm bụi hư gì không biết nữa. AUX tốt, CD tốt ha. Hiện giờ mình đang test CD thử cho quý khách xem ha. CD nghe tốt rõ ha. AUX ngõ này ha. Nhận bài luôn. Lớn nhỏ bên đây ha. Đúng là không hổ danh Sony, rất là lớn tiếng và rõ ha. Em này nó bị mớp chỗ này một miếng ha. Rồi giờ mình test AUX ha. Mà nó có vỏ ha quý khách. Rồi ok hết ha. Quý khách nào có nhu cầu thì liên hệ qua Zalo, Facebook hay YouTube hay cho tốt giùm em ha. Qua số điện thoại 0939 396 480. Rồi cảm ơn tất cả các quý khách, cô chú anh chị em đã bỏ thời gian quan tâm theo dõi nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn rất nhiều.